私があなたを守るわ。この xin chào tất cả mọi người. Vào đúng 14 giờ chiều ngày 25 tháng 7, có nghĩa là thứ bảy tuần này mình có tổ chức event mà các bạn tham gia, các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần quà giá trị. Vàng, bạc, đồng, cao thủ, thách đấu, kim cương, các bạn đều có thể tham gia được hết nhá. Và phần thưởng thì khi mà các bạn tham gia event, các bạn xem livestream thôi thì các bạn chắc chắn sẽ nhận được Arc Liên Quân này, Arc Liên Quân miễn phí này và thẻ Garena 100k, 200k này. Đó, cách thức nhận cực kỳ đơn giản. Đầu tiên mọi người hãy theo dõi mình trên Nonoline để có thể nhận được thông báo khi mình livestream nha. Bước đầu tiên thì mọi người chỉ cần đó là tìm lên CH Play hoặc là App Store nha. Mọi người tìm kiếm cho mình đó là Nonoline và cài đặt ứng dụng. Sau khi cài đặt, mọi người mở ứng dụng lên. Và mở ứng dụng lên thì mọi người ấn vào cái kính núp giúp mình. Sau đó là nhập ID của mình đó là 8915517. Các bạn nên nhớ là nhập 8915517 nha. Tìm kiếm, ấn tìm kiếm là ra G cao thủ và mọi người chỉ cần ấn vào nút theo dõi thôi. Ấn vào theo dõi để có thể nhận được thông báo khi mà mình tổ chức event sẽ tặng Arc Liên Quân và thẻ Garena. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và trong video clip này thì mình sẽ làm một cái trận đấu vô cùng đặc biệt theo như rất là nhiều yêu cầu của các bạn khán giả. Khi mà trong trận đấu này có đến 2 bộ trang phục của Thứ Nguyên Vệ Thần. Đầu tiên là có sự góp mặt đến từ Violet Thứ Nguyên Vệ Thần. Tiếp đến là bộ trang phục hiện tại mình đang chơi đó là Telnet Thứ Nguyên Vệ Thần. Hai bộ trang phục bậc S khá là đẹp các bạn ạ. Và cũng như là mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn những cái sự kiện xoay quanh bộ trang phục Telnet Thứ Nguyên Vệ Thần nha. Cổ thân Payna đầu game chưa gì đã bị chết rồi, do bạn ấy một mình bạn ấy sang cướp cái con bùa xanh. Thông báo luôn cho tất cả các bạn đỡ bị thắc mắc nha. Đầu tiên là bộ trang phục Telnet Thứ Nguyên Vệ Thần sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 7. Mình khá là bất ngờ khi mà ngày ra mắt của bộ trang phục này là ngày 24 tháng 7. Đó, bộ trang phục này ra mắt vào ngày 24 tháng 7. Và để mà sở hữu được bộ trang phục này thì các bạn cần phải tham gia sự kiện đó là sự kiện 5 tầng để có thể chinh phục được Telnet Thứ Nguyên Vệ Thần. Như bản thân mình thì bộ trang phục này đáng đồng tiền bát gạo, thế nên các bạn có thể tham gia được nếu mà các bạn đam mê bộ trang phục này nhá. Còn rất là cảm ơn Pet với cả group của đồng hành sự kiện Liên Quân đã đưa thông tin khá là chuẩn xác đến cho mình để giới thiệu đến tất cả các bạn khán giả. Còn bây giờ thì mình cứ bắn tôi. Rồi luôn, một mạng hỗ trợ. Mình muốn ăn một mạng nào. Từ từ nha. Hiện tại thì team bạn mình cá chắc là nó sẽ lười đi bộ về. Đấy, kiểu gì nó chả biến về, kiểu như là phù về đúng không? Nào, có ai trong bụi không? Không có ai trong bụi đúng không? Thế thì làm mạng của Karignac. Đúng rồi, Violet ơi. Hay quá, mình có hai mạng hỗ trợ. Ê, Pen ơi, cho mình xin mạng này. Rồi luôn. Đúng là công sức của mình bỏ ra thì cũng được đền đáp. Chứ quả đấy là ba mạng hỗ trợ thì nó hơi bị thốn. Mà đầu game thì Telnet bắn khá là yếu. Cho đến tầm giữa game vì tướng này có đồ rồi thì bắn bắt đầu mạnh mẽ được nha.
để mình ra hỗ trợ cho luôn đồng đội ăn cái con rồng. Mỗi tuần bây giờ mình không có mana, hết mana rồi. Farm xong đàn lính này mình cũng sẽ về luôn. Các bạn nào đang chơi TikTok thì có thể follow TikTok của bạn Duy Thành. Bạn ấy có làm về cái những cái sự kiện mới của Liên Quân và bạn ấy đăng lên TikTok. Đấy, các bạn nào muốn quan tâm những sự kiện của Liên Quân trên TikTok thì các bạn có thể theo dõi ID nha. Mình có để lại ID trong cái phần video clip cho tất cả các bạn. Cái gia tốc tế đàn này rất là đẹp nha mọi người nha. Đây là cái gia tốc mà chỉ có thể ở trong tính năng của bộ trang phục Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần thôi. Còn các bạn sẽ không thể kiếm được ở bộ trang phục nào khác, hoặc là không thể kiếm được ở đâu đâu. Ui giời ơi, mình đang tới đây. Khi mà chiêu cuối của mình có rồi. Ra kích hoạt cho tất cả các bạn xem qua. Wow. Sau khi mình kích hoạt chiêu cuối thì sẽ xuất hiện đó là một hình ảnh đến từ khuôn mặt của Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần. Nhìn rất là đặc biệt. Hiện tại mình sẽ kết hợp với Violet Thứ Nguyên Vệ Thần để có thể bắt luôn Kafani. Thôi để mình ăn mạng cho. Ok, thế là mình có được một mạng rồi. Để mà kết hợp được như thế này thì cũng rất là cảm ơn người bạn của mình đã chơi Violet Thứ Nguyên Vệ Thần để có thể kết hợp với Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần tạo ra clip cho mọi người đánh một trận đấu ăn ý. Nhìn Malok có vẻ cứng quá các bạn ạ. Các bạn ấy giúp mình là cái bộ trang phục này ban đầu nếu mà bắn thường thôi thì mái tóc của Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần sẽ có màu tím, và đặc biệt là cây cung cũng màu tím. Nhưng sau khi mình kích hoạt chiêu 1 lên thì Teo Nát hóa thân thành một cô nàng khác khi mà có bộ mái tóc màu vàng nha mọi người. Đây các bạn nhìn chưa, và có một đôi cánh màu vàng ở đằng sau, đôi cánh bé. Sau khi hết hiệu lực của chiêu 1 thì lại chuyển thành màu tím rồi. Bắn luôn cả mà lốc này ngán quá cơ. Đặc biệt là sau khi mình bắn trúng mục tiêu thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều bông hoa nha mọi người. À đâu, không phải bông hoa mà là rất là nhiều hình ngôi sao. Thế mà lốc nó về mất rồi. Chiêu 2 sau khi mình bắn ra thì nó sẽ có hai chú mèo đuổi theo nha mọi người. Đuổi theo 3-4 ngôi sao ấy. Lần trước thì mình cũng đã quay chậm để cho tất cả các bạn xem qua rồi. Đấy, bây giờ hết sạch mana rồi. Mình cũng rất là lười biến về, nhưng mà mình sắp có hồi máu siêu cấp rồi. Bắt luôn Kafani nha, có tốc ảnh ở đây. Áp sát luôn. Chạy được đi đâu. Kích hoạt chiêu 1 lên bắn cho không trượt phát nào, có cả chiêu cuối. Chắc chắn là mình đã làm choáng. Đó, và bây giờ thì một mạng siêu việt nữa. Uầy, Malok. Uầy. Anh có cần thiết phải mạnh mẽ như vậy không anh Malok? Thật sự là mình không còn mana để mình bắn, chứ không là mình bật chiêu 1 mình bắn vào Malok nó thốn lắm. Đây rồi, đấy, bắn thốn chưa? Trời ơi, mà lúc chạy mất dép luôn. Mà thôi, có lẽ là nên về đây. Chúng ta sẽ cùng xem qua hiệu biến về nha. Để mình tìm cái góc đẹp đẹp cái. Đây, góc này đẹp ấy. Đấy, mở tủ đồ ra, rơi đồ, có cuộc gọi điện tới. Gọi điện hóa ra là Violet để quên đồ. Đấy là theo kiểu mình dịch sơ sơ qua, tại vì cũng có clip của bên Garena rồi. Bản thân mình sẽ lên cái vút rung tàn bây giờ nha. Bởi vì nếu mà mình lên xong đã bắt táp thì nó sẽ trùng với cái giày kim cương. Tính năng của Violet Thứ Nguyên Vệ Thần sẽ là biến đổi về trụ. Còn tính năng của Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần sẽ biến đổi về lính nha mọi người. Các bạn có thể quan sát được lính đã có sự thay đổi rồi. Bây giờ mình cùng với Violet Thứ Nguyên Vệ Thần ép luôn cái trụ này. Ép trụ thôi. Mà lúc làm sao mà thủ được. Ui mà lúc máu tê. Bắn cả Malok nên nhớ là hai xạ thủ cơ mà. Chết. Còn Kafani thì chân dài hơn thì chạy nhanh hơn. Nhưng mà kiểu gì Kafani cũng ở lại cho mình xem. Đấy, mình đoán có sai đâu. Thôi để mình mạng này. Kafani này. Sau này những cái bộ trang phục Thứ Nguyên Vệ Thần khác ra mắt thì mình đoán nhá, cho mình đoán trước đi. Không biết tương lai có thế không. Mà những cái bộ trang phục Teo Nát Thứ Nguyên Vệ Thần sau này ra mắt có thể... Ui giời. Cái gì với Karinak? Trời ơi, hổ báo. Có thể biến đổi kể cả bụi cỏ các bạn ạ. Lại pen này. Dăm ba pen. Rồi pen. Ôi lại thêm ba lốc. Team bạn cảm tử từng người một ra chết à? Băng trụ luôn.
mình máu lắm rồi, nhưng mà trụ bắn đau quá. Thôi. Các bạn có giống mình không? Suy nghĩ giống mình không? Khi mà sau này những cái bộ trang phục thiếu niên vệ thần ra mắt có thể thay đổi bụi cỏ này, thay đổi tường này, thay đổi map này, thay đổi tà thần, thay đổi rồng các kiểu, rất là nhiều thứ. Bây giờ là mình có bùa xanh nên mình cũng không sợ tốn mana đâu. Cứ gặp farm, cứ gặp và đánh thôi. Karignac làm sao mà ăn được lại bùa? Karignac không được chơi game luôn, truyền thuyết ngay. Tầm này Violet thứ nguyên vệ thần với cả Teonet thứ nguyên vệ thần là mình lết game rồi. Tầm giữa game là mạnh lắm, nhìn pen này. Xạ thủ đi bắt sát thủ, bắt pháp sư, bắn chiêu cuối vào. Pen này, ui chết. Pen vừa xong chắc định kích quạt chiêu cuối mà ai ngờ mình bị mình bắn chiêu cuối cho à. Thế là bạn ấy bị làm choáng. Hiện tại thì tính năng của Teonet thứ nguyên vệ thần sẽ thay đổi cái con xe công thành và cái con lính siêu cấp ở hai đường cho mọi người nha. Còn cái ba con siêu cấp, đại siêu cấp, cái con kiểu như là con to huỳnh ấy, con lính to huỳnh ấy, ba con to tướng ấy, thì ba con đấy không có sự thay đổi đâu các bạn ạ. Chỉ thay đổi bằng lính đẩy đường này với cả cái con lính cầm chùy thôi, ăn luôn tà thần thôi. Thật sự với các bạn là hai bộ trang phục này đi chung với nhau trong trận đấu thì đẹp quá, nhìn khá là hợp. Một người đi rừng, một người đi đi đường. Pen, trời ơi, Pen kích quạt chiêu cuối đập mặt vào tường đi chịu ơi. Ép thôi, không có bùa xanh luôn. Thôi kệ, cứ ép thôi. Cái tầm này sức bắn của Violet với mình rất là mạnh. Ui giời, ma lốc nhỉ, trâu này, ui trâu này. Ảo tưởng là quen tân. Tiếp theo là Karignac này. Trời ơi, ép luôn trụ đường giữa thôi. Mỗi tôi là team bạn à. Team bạn đâu hết rồi? Từ từ nha, bây giờ hiện tại mình cũng chưa muốn kết thúc trận đấu vội. Tại vì mình muốn đợi cái con lính công thành lên ấy, cái con kiểu lính siêu cấp nó lên cho mọi người xem qua cái hình dạng của lính siêu cấp như nào. Thế nên là mình sẽ di chuyển lấy luôn cái trụ ở đường trên này. Cố gắng lấy luôn trụ đường trên này, sau đó ra đường giữa là vừa. Ok, ở đường giữa là chắc chắn sẽ có lính công thành rồi. Đâu rồi, không có à? Chưa có lính siêu cấp các bạn ạ. Tại lính siêu cấp nó chưa lên. Từ từ các bạn ơi, đừng phá nhà vội. Pen này, nhìn pen nhá. Pen này, ui. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Cái con lính siêu cấp nhìn khá đặc biệt. Nhìn đầu to và đít nhỏ. Ý à, Karignac nha. Tiếp theo là Malok. Từ từ, Cafani. Thôi, mình cũng kết thúc luôn trận đấu đây các bạn ơi. Dù sao thì cũng đã review cho mọi người bộ trang phục của Teonet thứ nguyên vệ thần rồi. Tạm biệt tất cả các bạn đã. Bye bye mọi người. Chào mừng sinh nhật 3 tuổi shop gỡ thủ từ ngày 7 cho đến ngày 21 tháng 7. Combo sinh nhật 1, 2 áo bất kỳ tặng bình nước liên quân chỉ với 386k. Combo sinh nhật 2, 2 áo bất kỳ cộng 1 bộ thể thao tặng bình nước liên quân chỉ với 536k. Tri ân khách càng cũ giảm 10% giá trị đơn hàng đặt mua ngày.